Đối với những cái con bò này nè, cô chú anh chị các bạn, chiều cao của nó là một cái quan trọng nè, một cái rất là quan trọng là cái phần chiều cao nha. Nhưng bò cao 1 thước 3 nè đó. Mấy con này thì nói về ngoại hình nữa, cô chú anh chị các bạn có thể thấy từ yếm rúng và chân móng ở đây rất là hoàn thiện đẹp. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu mà mua những cái con bò về để giống làm mồi nền, bắt buộc là thứ nhất là mình phải chọn về cái giống, thứ hai về cái ngoại hình, và cái yếu tố thứ ba mình mới nói đến giá cả đó. Ở đây anh chị đứng cái máy đi xe đây giùm em đi. Nè, bò này á, ở đây là những con bò phải gọi là được chọn lựa rồi em mới quay phim cho anh chị, chứ không phải là con bò nào em cũng xách lên em quay. Ví dụ những cái con bò nó không có đạt máy xuống chút nha, không có phải cái con bò mà nó không đạt rồi có đầu em đem lên em quay phim cho anh chị rồi cái anh chị chê anh chị không mua cái em đem xuống, không có. Em lựa những con bò phải gọi là về ngoại hình, về tình trạng sức khỏe, về màu lông da, nói chung là nó cũng tầm từ 7-8 điểm cho đến 10 điểm, 10 điểm cộng em mới quay phim. Và hôm nay em xin giới thiệu đến bà con cô bác cũng như là quý anh chị em chăn nuôi hình ảnh của 5 con bò cát tơ. Bò này là bò tơ nha anh chị. Đây nè, ở đây thì có 3 con bò lứa. 3 con bò lứa này khoảng tầm 9-10 tháng. Anh chị nào mà chúng ta xem có nhu cầu mua, anh chị có thể liên hệ em. Và giờ em sẽ quay sơ lược và cập nhật chính xác thông tin của những con bò này để cho anh chị chúng ta xem và chúng ta quyết định ha, mình có nên mua hay không đó. Hoặc là anh chị có thể lên đây tham khảo những cái hình ảnh bò và giá cả của những con bò hàng ngày ha. Đây trước mắt của chú anh chị và các bạn là hình ảnh của một con bò cái Bolesin. Con này là con bò cái lứa, nói về tháng tuổi của con bò này khoảng tầm 8 tháng rưỡi. Bò dầu yếm rúng chân móng, anh chị thấy không, rất là bài bản. Nói về bò mà để giống á thì chúng ta nên lựa chọn những cái dòng bò Bolesin này. Thứ nhất, cái điểm đầu tiên em muốn nói ở cái dòng này nó tốt là ở cái lỗ tai mà anh chị có dễ phân biệt. Và thứ hai là dây rúng dễ, miếng bò này dễ lông nhuyễn da mỏng, anh chị thấy không. Size tích thì nói chung là ở đây cũng có lựa kỹ ha. Móng ở đây là móng sò, anh chị thấy không, móng sò không có phải là móng dài móng dép, qua cũng bự. Nhưng bò này ở đây thì anh chị có thể thấy mình mua về thì mình có thể để là làm bò nái nền này rất là ok. Có những ở những cái địa phương đã mua những con bò này về mà tại sao mà người ta lại nuôi cho đến nỗi mà nó xấu đi, là tại vì sao ạ? Là tại vì những cái hộ dân đó hoặc là cái địa phương đó người ta nuôi bò chỉ cho ăn cỏ thôi mà không có phụ thêm cám trong cái khẩu phần mà thức uống của con bò. Con bò nó ít nở nang về cái ngoại hình lắm anh chị, nó chủ yếu là cái đòn dài, mỗi ngày mỗi dài mà mỗi ngày mỗi ốm, bụng thì càng ngày càng bự đó. Tại sao mà ở đây người ta nuôi mấy con bò này em cho anh chị xem, rất là tròn trịa về ngoại hình, anh chị thấy không, nó nở nang rất là đều về cái khung hình khung mẫu, về chiều ngang lẫn chiều dài nó nở nang rất là đẹp như thế này, là tại vì người ta có cho bò ăn thêm cám hoặc là thức ăn viên tổng hợp nữa nên bò nó mới đẹp được. Còn anh chị nuôi mà kiểu như mà nuôi hà tiện mà nuôi cho ăn cỏ không á, nói chung là cỏ không thì không bao giờ mà ăn bò nó mập nữa, phải có kèm thêm phụ phẩm. Anh chị thấy con bò nó nở nang không, xương sóc nè anh chị coi, cái viên gạch xay à, cái viên gạch xay em để trong kia, anh chị thấy dàn khung xương của con bò. Mấy con bò này thuộc về dàn bò lớn con. Ở đây thì con bò này á, mặt nó có cái bớt nha, nhưng mà đẹp. Mấy con bò này mà nếu như mà anh chị mua về anh chị nuôi nó đẻ con không phản, bò này lớn con dữ. Như con này hiện trạng của nó nè, thấy không, đầu trụi cấp mình nè, rất tốt. Con này thì rất là cao to, nếu mà anh chị nuôi đến khi trưởng thành lần bò này sẽ rơi vào khung sắc nhất ha. Đây cũng sắc nhất, anh chị thấy từ khung xương khung hình khung mẫu. Và giá cả của những con bò này thì nó cũng sẽ phù hợp với cái ngoại hình của nó, anh chị coi bò anh ta nè. Ê, qua coi,
qua coi rúng này nè anh chị coi nè, rúng yếm là lạt phạt đó anh chị thấy không, rúng rồi nè, rất là tốt luôn. Anh chị nào mà chúng ta xem có nhu cầu mua, anh chị có thể liên hệ em. Số điện thoại thì để trên màn hình, giá cả hình ảnh với lại những cái thông tin cơ bản em được cập nhật hết như con này, báo giá cho anh chị luôn 19 triệu, 19 triệu bò tốt lắm anh chị, xác nhất luôn à. Bò lớn con dữ lắm, không phải nhỏ con ha, đo thử chiều cao cho anh chị luôn. Con này khoảng tầm 1m32, 1m33, nói về chiều cao của nó đó. Mấy con bò này dễ lắm, chính xác là 1m32 nha anh chị, 1m32. Để em về em sắm thêm cây gậy inox, cây gậy mà có mấy cái móng tay để quào quào gãi cho mấy con bò đó, em mới tham khảo để về đặt ở cái tiệm cơ khí kia cái cây gậy đó, để mình quay bò mình gãi gãi cho nó chịu, nhìn thấy bò đứng cũng hay. Anh chị thấy không, bò đẹp kiểu mẫu, con này chiều cao tại phía sau khu 1m3, chốt giá anh chị 20 triệu, 20 triệu là giờ làm nào là xuất sắc luôn nha anh chị nha. Anh chị thấy không, bò làm nền là phải đẹp, thứ nhất là về ngoại hình và thứ hai á, về màu lông da. Hoa nè anh chị thấy, hoa rất là to, chứng tỏ xương chậu rộng mà dễ sinh sản. Như con này ở đây, con này là chiều cao khoảng tầm 1m25, 1m26 anh chị. Bò này lứa bò, nhưng mà có một cái anh chị sao, giá mềm, giá bò này mềm, giá là tại vì nó bị mấy con ve cắn anh chị. Đó, thì em quay kỹ cho anh chị coi luôn. Nè, mình nói là phải dẫn trứng nha. Này trứng ve, nó bị ve cắn đó, nên cái giá nó mềm. Anh chủ nhà nói thôi bán giá rẻ thôi, 11 triệu. Anh chị nào mua về xịt ve đó, nuôi vẫn bình thường tốt ha, rúng yếm bài bản. 11 triệu mà ăn bò trần dần luôn không? Chỉ có cái bị ve cắn nè. Đó, kế bên con này cũng vậy ha, khoảng tầm 1m25, 1m26 à. Ê, tới rồi, lồ lồ nó cái anh, đứng đó ra, từ từ thôi, từ từ thôi. Ê, rồi nè 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 nè, con này chốt giá cho anh chị 16 triệu, ý lộn, đúng rồi, 16 triệu. Anh chị thấy đúng không, thấy đúng hết, biết gì đúng không? Cấp mình nè, cấp mình này là rất là rộng nha, rất là rộng cấp mình. Bò lứa khoảng 10 tháng 11 tháng, bò này thì nuôi về sau về lâu về dài thì nó không nhỏ con anh chị, cái màu đẻ sai lắm, tai nhỏ, giò cắn móng nè, đi đứng thì hoàn thiện hết. Nói chung là những con bò này thì nói về nhỏ con thì không nhỏ con rồi. Như con này là hồi nãy nói 13 triệu. 13 triệu mà nó nhỏ hơn bò 11 triệu bên kia nha. Vậy coi nè, bò 11 triệu nè. Đó, giá mềm yêu thương luôn, bắt về xịt ve. Ve nó dễ trị lắm anh chị, ra ngoài tiệm thuốc thú y mua chai hang tóc 25 ngàn. Về xịt là rụng hết liền. Rồi chủ nhà người ta bán rẻ cho anh chị, đi về anh chị tự xịt ha. Như con này 13 triệu nha. Anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị liên hệ em. Giò cắn nè, chân móng, ngoại hình. Đây là những cái thông tin về những con bò này. Đó, tổng cộng 5 con. Ví dụ ha, ở đây 5 con bò này, con 19 nè, 19 triệu nè. Con này 20 là 39 này. 39 với 11 là 50. 50 với lại con 13 với con 16 là 29 nữa là 79 triệu. Anh chị nào mua hết mà 5 con này, chủ nhà phụ cho anh chị 1 triệu tiền xe, phụ cho anh chị 1 triệu tiền xe ha, mua hết 5 con. Nói chung là giờ người ta mua bò bầy, mua bò bầy nhiều, nguyên chuồng người ta lùa cái mọc hết luôn. Giống như hả mà của anh thầy giáo nè, của cu 8 nè, rồi của anh
Nói chung là nhiều đó, em quay, em thường thường em đi quay những cái video nào mà nó cắn đề xuất lên là mấy anh khách đó. Và thông báo với anh chị nha, hiện bây giờ có một khách hàng ở bên Phú Quốc đó đang mua bò, và anh chị nào chúng ta có nhu cầu mua thì mình có thể tham khảo rồi mình đi chung luôn ha. Và em thông báo đến anh chị thì em đang có chuyến xe về các tỉnh như là ở Đắk Lắk, Đắk Nông, rồi Đồng Nai, và thứ hai và thứ kế tiếp nữa là ở Bình Phước. Đó là một cái chuyến đi anh chị có thể đi chung chuyến về, nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển. Và giá cả của những con bò này thì em không có bao ship nha anh chị nha, giá em báo giá tại chỗ. Và anh chị nào thấy thích muốn mua thì anh chị liên hệ với em đo thử chiều cao lại một lần nữa cho anh chị nha, để mình ước lượng. Con kia là 1m30, còn con kia nữa là 1m32, còn ba con này thì em chưa có đo nè. Như con 11 triệu này nè, 1m26, con này cũng vậy, và con này 1m2 đó. Anh chị cô chú nào có nhu cầu mua thì liên hệ em nha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn lại bà con cô bác như quý anh chị em ở video kế tiếp.